Trường Ngọc mến chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Cảnh báo lừa đảo được phát sóng mỗi ngày vào lúc 20 giờ trên kênh YouTube Sen Vàng TV. Thưa quý vị, cứ mỗi chương trình, chúng tôi lại mong muốn đem đến cho tất cả chúng ta những tình huống chân thực nhất bắt nguồn từ chính những câu chuyện của quý vị trong cuộc sống. Và ngày hôm nay, hãy cùng theo dõi chiêu thức của bọn lừa đảo, giả danh một người đi mua hàng số lượng lớn rồi ra tay lừa gạt. Hãy cùng chúng tôi theo dõi nhé. Nói hôm bữa có ông anh, ông mua yến ở đây nè. Ông về, ông nói yến ở đây tốt, chất lượng, ông quảng cáo dữ thần lắm. Cho nên tôi nghe, tôi mới tới đây tôi coi làm sao. Trời ơi, tưởng ai xa lạ thì ra là khách quen. Bây giờ á, nếu như mà chị cần gấp, thôi em bán cho chị. Tại vì tôi định mua số lượng lớn. Thôi thì bây giờ anh có nhiêu anh đem ra đây, tôi mua hết. Dạ được, để em lấy cho chị nha. Thấy có khách sĩ cần mua nhiều, chủ đại lý rất vui, nhiệt tình làm theo lời dặn của khách, gói hàng trong bọc xốp đen để gửi cho tiện. Sau đó vị khách còn xin thêm thùng cắt tông để đựng hàng tránh va đập khi gửi ra sân bay. Đợi mãi cũng không thấy vị khách kia đổi tiền quay lại, giật mình vội mở thùng yến ra kiểm tra, chủ đại lý mới tá hỏa khi gói hàng đã bị đánh tráo trong lúc mình xuống nhà lấy thùng cắt tông. Thật là quá mà mảnh. Kẻ gian đã giả vờ làm vị khách sang trọng, đi mua hàng có giá trị cao rồi nhanh tay tráo đổi hàng hóa. Chắc chắn rằng âm mưu này chúng đã lên kế hoạch rất kỹ càng, cho nên mới có thể chuẩn bị được một gói hàng giống y hệt như vậy. Các hộ kinh doanh hãy thật chú ý nhé. Chúng ta hãy quan sát theo dõi kỹ những món hàng mà khách đã lựa chọn và đổi trả. Cùng với đó là kiểm tra kỹ hàng xuất ra vào để tránh sự mất của đáng tiếc như trên. Thời lượng dành cho chương trình đến đây cũng đã hết. Trường Ngọc cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong số phát sóng ngày mai.